Tiếp tục, dạ em ở quận, em là Mạnh Nhật ở phường 7 quận Bình Thạnh. Nhà em có ba bị nhiễm Covid đã qua đời vào ngày 15 tháng 8, nên chia buồn với bạn nha. Em có được nghe mọi người nói mất do Covid sẽ được chính phủ hỗ trợ. Hôm ba em mất ở bệnh viện dã chiến thì bảo là nhà phải lên phải kêu bên trại hòm và tốn tổng cộng là 25 triệu à. Em thắc mắc tại sao nhà nước nói hỗ trợ mà sao bắt em đóng 25 triệu. Mong được giải quyết vấn đề này, có số điện thoại luôn. Dạ thưa anh Khắc Huy, Chủ tịch Bình Thạnh ạ. Chắc xin chào bạn và cũng xin chia buồn với bạn cùng với gia đình. Thì về cái nội dung này thì chúng tôi cũng xin trả lời như thế này. Thật ra thì về cái chính sách mà hỗ trợ cho người mất do Covid ấy, thì đây là một cái chính sách hết sức nhân văn của thành phố của chúng ta để nhằm để chia sẻ những cái mất mát, đau thương của gia đình bệnh nhân cũng như là những cái trường hợp nghi nhiễm. Thì đối với những cái trường hợp này đó thì thành phố cũng đã có cái chỉ đạo cũng như là có quyết định đối với những cái trường hợp đó, thì báo cáo anh Linh với lại anh Tự Do đó là nó có một cái sự giao thời giữa các cái chính sách với nhau, bởi vì những cái việc mà dịch bệnh như thế này đó mình không thể đoán trước được những cái diễn biến nó xảy ra. Do đó là thành phố đã chỉ đạo và rất là chủ động trong cái việc là hỗ trợ người dân mà mất do Covid. Thì từ cái giai đoạn mà chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ từ thời điểm 11 tháng 8 thì thời điểm đó thì nó có hai cái dạng sẽ xử lý những cái trường hợp mất. Một á, là khi mà bệnh nhân mất đi á, thì ở tại bệnh viện đó thì người ta thường á, là bệnh viện đều có những cái nhà đòn để xử lý Họ những làm cái vấn đề luôn. này, họ làm luôn, bệnh viện nào cũng có cả. Thì nó có hai cái dạng thời điểm đó là người khi đó bệnh viện sẽ điện thoại trực tiếp cho gia đình để thông báo tin buồn, và đồng thời là cùng với thỏa thuận với gia đình để hỗ trợ những cái chi phí theo 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 thông thể thông thường theo thông thường. Tuy nhiên đối những cái ca mất do Covid thì thành phố đã có chỉ đạo là đối với những cái trường hợp mà từ ngày 1 tháng 7 trở về sau cho đến khi báo cáo anh chị là sau này á thì thành phố mới thấy bây giờ đó là cái ca ca nhiễm á, người dân khi mà có người thân mất á, thì trong gia đình nó thường là bị nhiễm nhiều. Người mất thì có Không ai lo được hết. không ai lo được, người thân thì có thể nằm ở trong khu cách ly, người thân cũng có thể đang điều trị, không có ai lo được cho người mất. Do đó là cái gia đình rất là khó khăn trong việc lo. Do đó sau này á thì thành phố mới giao cho lực lượng quân đội Lo luôn. để lo luôn cái chuyện này. Thì như vậy nó có hai giai đoạn: giai đoạn trước khi mà quân đội lo và giai đoạn Sau khi quân đội là lo. sau khi giai đoạn quân đội lo. Thì cái giai đoạn trước khi quân đội lo, thành phố mới chỉ đạo là những trường hợp từ sau ngày 1 tháng 7 cho đến ngày trước khi quân đội lo đó thì những cái chi phí này nè thì sẽ được hỗ trợ lại Là bao nhiêu anh? là 17 triệu đồng đối với những cái trường hợp mà mất do Covid nhưng người dân cùng với nhà đòn bệnh viện tự xử lý, nhưng mà nguyên nhân mất là do dịch bệnh, do Covid-19 thì sẽ được hỗ trợ lại, Hỗ trợ lại, tức là hỗ trợ giờ lại mình phần chi đưa phí tiền đó. lại cho bạn đó. Vậy khi nào bạn đó nhận được cái tiền này? Hiện nay thì đối với trường hợp bạn này thì chúng tôi cũng đã nhận được cái thông tin ở phường rồi, đường dây nóng rồi, thì chúng tôi cũng có liên hệ. Thì hiện nay cũng được biết là bạn này đang ở trong khu cách ly, cũng đang là đang điều trị phòng chống dịch, thì đang điều trị bệnh đó. Thì chúng tôi cũng có làm việc và đề nghị là sau khi bạn kết thúc cách ly khỏi bệnh ra ngoài đó thì sẽ liên lạc lại với chính quyền địa phương Và nhận 17 triệu đó để nhận lại cái số tiền hỗ trợ của nhà nước rồi, yên theo tâm. quy định thôi. Nhưng mà nếu mà bị mất ở bệnh viện được hỗ trợ 17 triệu, nhưng mà nếu mà bệnh nhân bị Covid mất ở nhà đó thì có được nhận 17 triệu không anh? Nhưng tôi nói trên đó, từ thời điểm 1 tháng 7 cho đến ngày trước khi quân đội lo đó thì những cái trường hợp này mất ở bệnh viện hay mất tại nhà Cũng mà được. xác định do nhiễm do Covid-19 thì cũng được hỗ trợ như nhau cả. Vậy thì những người nào có bệnh, người ta gia đình người thân mất á, sao người ta xác định là Covid để ta báo với phường hay sao anh? Thật ra thì cái để xác định cái chỗ nhiễm bệnh đó, của bệnh nhân đó, thì nếu có trường hợp mà tử vong tại nhà, nếu có đó, thì là sẽ xác định thông qua cái dịch tễ tại khu vực đó. Ví dụ như là khu vực của bệnh nhân đó nằm trong cái khu vực vùng đỏ, nằm trong khu vực phong tỏa và đang bị phong tỏa hay là đang bị cách ly do dịch bệnh đó, thì bệnh nhân đó có yếu tố rất là cao về nhiễm COVID-19 và nằm trong vùng dịch bệnh thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Đồng thời là chúng tôi cũng tổ chức test nhanh cho Test những liền người luôn. trong gia đình
của bệnh nhân đó để xem xét các yếu tố dịch tễ, để xác định lại bệnh nhân đó. Dạ.